Ok, xin tất cả anh em giúp đường tôi cái. Nay thì mình sẽ chơi xin thông nhé anh em. Xin thông lên đồ hút sát lực cũng như là lên những món đồ mà mạnh nhất của xin thông hiện tại. Phải đéo ai giúp rừng vậy? Vãi mấy thanh niên này. Vãi cả đài. Bây giờ còn vào gì nữa? Vãi thật. Tinh thần mẹ. Đông chờ đội vậy. Sao mà khỏe lên được đây anh em? À, không chịu đỡ cho tôi cái luôn. Đông với trả đội kêu như thế rồi mình không chịu giúp rừng. Ui, đã có chiếu hôm đầu rất là sớm. Hãy thanh niên không chịu giúp rừng đây mà quả báo ngay lập tức khẩu nghiệp AFK trẻ trâu con mẹ rồi anh em ơi. Trẻ trâu rồi. Hiện tại thì mình đang mang cho mình cái skin đó chính là xuyên thông. Đâu để đọc xem lại. À, hộ vệ vũ trụ. Đây là một cái skin mới ra của xuyên thông. Rất là đẹp, hiệu ứng rất là đẹp luôn anh em. Và cầm cái thanh kiếm rất là lực. Cây chúng ta đã có cấp độ 3 rồi. Đây thì mình mang bảng thu thập linh hồn anh em ạ. Thì đi rừng thì nó mới gia tăng được hết cái sức mạnh của xuyên thông được. Mình sẽ ra tiếp tục feed. Lại tiếp tục chết rồi. Liên tục là những pha chửi SP. Vãi cả đài. Tinh thần mẹ. Quá đi xuống. Ok vậy thì chúng ta sẽ đi gánh top vậy. Lên luôn ông ơi. Ủa. Thế đấy. Ngoài tốc biến thì bị nó kéo mất thì hơi vãi. Thì đấy thì AD của chúng ta đã FK mất rồi. Có một pha những pha cãi vã nhau ở bên dưới boss. Sau đó thì ông mới AFK. Vãi thật. AFK đùa ai dè ai cấp thật anh em ạ. Thì trâu quá vậy. Ủa. Sắp hết máu rồi. Không biết là được ganh được không đây. Ganh nó đánh chết hai thằng đấy anh em ạ. Nên ganh không nhở? Một thời cứ liều mạng đi. À, cũng biến rồi này. Ghê hả? Mình không có e anh em ơi. Cho nên mình không tốc biến lên E được. Con này đánh cắt phết. Mình đánh một mạng nó phải là tự tin hẳn. Ok. Ganh cờ cờ. Càng nói thế tôi càng ganh không ạ? Càng thế thì ông sẽ bị ganh sấp mặt luôn. Nếu mà ganh cờ cờ đâu. Tầm ít. Ở trong những trận đấu đánh thường thì luôn luôn có ra xua anh em. 99% thì có ra xua. Không trận nào không có. Ra xua thì có rất là nhiều thể loại. Đánh hay này, đánh gà để cho rồi. KS này, chip mạng này. Rất nhiều thể loại luôn. Rất. Ủa.
như nó cướp cướp của mình rồi. À thôi ăn rồng vậy. Nó mất tốc biến là ngon rồi. Ủa, mình nghĩ là thằng ấy đang ra đây. Dừng vào tay bạn. Cái đội cướp cướp ấy của tôi. Bây giờ tôi cướp của ông đây này. À, lên xin kìa. Đang dự lăn. Tốc biến liền. Sợ hãi ngay chứ còn. Nào nào mày ra đây. Thôi mình đi về vậy. Láo toét. Đứng trêu nữa. Shoot down liền. Mày vào đây, vào đây. Mày vào đây. Support. Làm chậm nè. Một giây nữa thôi. Đổi mạng nhá. Đổi mạng thôi anh em. Mình cũng tạo cơ hội cho ông support chúng ta có thể farm thêm một lúc nữa. Cái gì này? Anh canh mọi hỗ trợ một mạng rồi vẫn thua Lan à? Đấy, mình thấy đánh rất tự tin cơ mà. Về cái lượng đồ thì đây chứ vẫn thua ông Riven. Cũng theo nữa đó là lượng farm nữa. Không hiểu sao mà ông Riven vẫn thua Lan. Một phần là ông do chất tướng. Còn được còn lại là kỹ năng. Ok, ăn ăn blue thôi. Có vẻ như là ông giúp bỏ chúng ta bây giờ chỉ ôm farm. Vừa có một pha ping mất nội long cước thì phải. Thế là anh ta vừa có cấp độ 6 hay sao đấy. Giờ là có pha insect hay không? Úc bạn ơi! Úc! Hay quá! Nó bảo thúc mẹ không khí hay sao ấy? Bạn thúc không khí hay sao ấy bạn ơi? Ôi ra xua, tới bạn cũng đã bị mất trên khỏi bản đồ. Nhưng anh ta đi xuống đây ganh hay là gì đấy? Bây giờ trận đấu 4-5. Không xong trong mảnh cục cất di động của chúng ta rồi. Còn rất là thất vào. Vẫn cố gắng truy đuổi. Bây giờ có một có con mắt ở đây rồi. Mình sẽ lui về. Tiếp tục đi farm nào. Không biết là ông Master Gel này ông đã cướp bùa của mình hay chưa. Farm nhẹ hai con lính. Sau đó chúng ta ra lan vào rừng farm tiếp. Đứng cướp nha. Hay quá. Mày chưa cướp. Xiên. Cái dao găm rất là lực. Mình đánh giá là cái skin này đẹp nhất luôn. Trong những tất cả các skin xuyên thông mà mình đã được chơi. Không biết là Darius của tên bạn đi đâu rồi nhở. Mình đang muốn rất muốn canh ông Darius ở đây. Đây rồi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện. Mình sẽ đi cướp cóc. Không có cóc. Cái gì đây, cái gì đây? Đánh nhau, đánh nhau. Rồi xong. Ai cả đài. Quay lại đánh một phát là ăn mạng. Rất là ghê gớm. Ủa. Mày. Mày.
mày chạy đường núi này ghê chưa anh em. Ủa, trong khi đấy thì người đi support của chúng ta đang bị bắt nạt thì phải. Không xong rồi. Ok, chúng ta lại ganh tiếp nào. Anh tiếp ông ơi. Lại chơi này. Về à? Không muốn về thì tôi cũng đi về vậy. Về thì về. Hết máu. Có thể ông hai đứa combo thì có thể là giết được luôn. Ok, mình sẽ đi xuống bot ganh tiếp. Mafia của chúng ta thì vẫn chưa có anti. Anh ta lên những món đồ chống chịu. Cũng không thể nào mà chống chịu hai người. Đứng đây rút một chút. Dẫn đi à? Chết đi mà. Thằng này có giày chưa? Ui, nó cũng có giày rồi. Nó nhạo ghê. Ui giời, éo tới anh em ạ. Buồn ghê ấy. Haha. Giả vờ thôi mà cũng câu được cái tốc biến kìa. Ngon. Vào đây mày. Vào đây mày. Mặt gấu liền. Gấu chó ngay. Mới ra sủa thế bạn đi đâu rồi ta? Sẽ vào rừng hỏi thăm. À, có này. Hốt ngay. Trong khi đấy thì mình nghĩ là ông Matsuji đang di chuyển ra bãi này. Mình sẽ đi bọc đầu giết nó luôn. Đừng thấy nha. Đi đâu đấy? Rồi luôn. Chết mất tiêu luôn. Thằng này làm gì bạn tôi à? Chắc là không gì nữa rồi. Sợ rồi. Mình sẽ đi cướp bùa đỏ. Cướp bùa đỏ nào. Nhanh lên, bùa đỏ xuất hiện. Đây. Vì vậy là được kèo anh em. Chất vậy. Là những pha ngành của mình có rất là có lợi cho ông Riven. Dòng cướp à. À, nó có bột xanh của mình luôn kìa. Nhỏ ghê. Ỉa đi. À, thằng này lên bít tít rồi. Nó mua bít tít rồi anh em. Cái đéo gì vậy? Mày mua bít tít nhưng mà mày hổ báo thì mày cũng không thể là giúp mày được đâu không ạ? Ông quy đó. Chỉ giúp mày chạy nhanh thôi, không giúp mày mạnh nhiều đâu. Dám cướp cái blue của tôi này. Ok thì mình về và tên cho mình cái phong thần kiếm. Trận đấu 4-5 nhưng mà team của chúng ta rất là cố gắng. Tại thì mình đang ăn được 7 mạng cũng như là farm 85 lính. Đi vần 4 cân hết sao? Nổ long cước không được xuất hiện rồi. Rồi xong. Bây giờ thì anh ấy mới xài tuyệt chiêu tủ. Ăn tiêu. Vãi. Giờ viên ti kìa. Vãi thật. Quả đấy mình có mẹ qua con ra kill rồi đấy. Mà cái ông Yasuo này mày tiếc ăn ti hay sao ấy. Cái lúc mà mình ăn ti để có thể hất tung mà nó ra thì mày ông đấy không ăn ti. Đừng ăn mà. Quá, nhường cho tôi đi.
Nên của mình mà. Sao mình phải xin nó anh em nhỉ? Sao mình phải xin nó ta? Bây giờ thì Yasuo của chúng ta cũng khá là xanh rồi. 53 à, 101 111. Chỉ số farm rất là đẹp. Team của chúng ta thì có Yasuo với cả Marfell. Một cặp đôi hoàn hảo. Để kết hợp và tạo ra những combo rất là đẹp. Không xong rồi. Như cung cướp di động của chúng ta lao vào quá sâu tên bạn. Quá tự tin gì vậy. Yasuo không ulti. Yasuo này ông chú. Hình như là lúc đấy chưa hồi ấy vào. Nộp mạng rồi. Cái mạng hình như là bây giờ đi 5 người. 2, 4 thằng ở đây. Mình thì không thể thông một phát chết 4 thằng được. Mình chỉ thông một phát một chết một thằng thôi. Mình làm gì? Em gì tao? Đấy. Mày em gì tao? Đi vào đâu? Ra đây hỗ trợ với tôi nào. Hay quá. Úi dồi ôi. Cái ông này cũng đợi ăn bằng được. Điểm thú chứ bộ. Rất điểm thối anh em. Phải đùa mấy thằng này rồi. Farm rồi. À, material của thầy bạn hình như là đang có ý định móc đít từ phía đằng sau. Không có quạt gió. Có quạt gió rồi nhưng mà không chết ai cả. Riven không. Quy. Cuối cùng cũng chết được rồi. Cục cất của di động của chúng ta đang muốn làm cái gì đấy. Bị lừa rồi em ạ. Bị lừa rồi nha. Nào 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 mày vào đây. Tôi thông cho nát đít cả lũ chúng mày luôn. Đây bạn. À. Mồi nhử đây. Mồi nhử với tôi này. Thằng này rất hôm nay. Đâu đâu mày đâu mày đâu. À như nó kia gian red này anh em. Kiểm tra red. Mình nghĩ là thế. À đây ạ đéo. Nó đi đi. Rồi các bạn. Ui trời ơi. Sao mà bạn chơi được mình được. Cái tốc độ thông như thế này thì bạn chưa có đủ tuổi nhá. Mình thông cho bạn sấp mặt luôn. À hàng về hàng về. Thua. Rồi nha có bãi. Bãi này rồi. Anh em đâu. Anh em. Tự tử à? Không chơi tự tử nha bạn. Rồi làm chậm được mày rồi nha. Rồi ra xuống chúng ta xuống luôn rồi. Double kill ngay. Có hàng liền. Cô bị lôi rồi chưa? Để cho bạn này ra xua chết nha anh em. Sẽ để cho ra xua chết. Quy không dính rồi. Thì mình sẽ vào đây thông chết. À, mình để cho ông ra xua chết cơ mà ông chết kìa. Để cho tôi ăn đi mà. Để tôi ăn đi mà. Xin à. Xin đi cho cuộc sống à.
đôi khi mình xin thì nó cũng đéo cho đâu, và mình là người tốt bụng, tốt bụng là phải cho nó đây anh em. Ok thì mình sẽ lên cái dạ kiếm này, sau đó thì mình sẽ lên dao điện đấy, rất là khỏe. Tetsuo chúng ta đang muốn bỏ chạy, cả hai đều có đang có ulti rồi luôn, tốc biến lôi không dính ai cả, quá buồn. Riven đang muốn dí ông Lee Sin này rồi thì sẽ chặn đầu ở đây. Ngốc quá bạn, trời ơi, nào nữa, rồi mình xuống hỗ trợ ông này, húc bạn, quy nó bạn ơi, điện thoại ngay, tôi đánh năm đã có bét thông rồi. Anh em nào có ý tưởng gì hay thì đừng quên cũng như là comment cho anh em, comment ở dưới YouTube để mình có thể làm cho anh em xem nhé. Đấy cuộc sống mà. À cuộc sống, cuộc sống. Cuộc sống mà anh em. Cuộc sống à? Chỉ cần hai chọc thôi mà đã đứt được người rồi. À, là mày bắt bạn tao. Đây cục kích di động bạn. Cục kích di động bạn tao nha. Chạy ra đây bạn ơi. Cuộc sống à? Cuộc sống à? Cuộc sống anh em. Đôi khi thì chúng ta cũng phải bỏ chạy. Ấy cả đài. Đây là bước đường cùng rồi anh em. 1-1 thì tật mẹ tật thông nát đi cái thằng mẹ ấy luôn. Ok thì sẽ lên thêm một cái món đây. Mình sẽ lên vô cực. Trận đấu này nhân vật chính là mình rồi. Kết thúc mình được 1.001 tiền luôn anh em. Chứng tỏ là mình mạnh xanh quá. 1.001 tiền. Tiền mà lên được cầm nửa món đồ. Vãi. Quá khủng. Yasuo chúng ta đang muốn làm gì đây? Cân 5 hay sao? Để chút bạn ơi. Rồi luôn. Thua. Gió được có một người thôi. Nhọ cho ông rồi. Chơi năm, chơi nó chơi. Cuộc sống anh em. Đôi khi thì một thông là chết rồi. Beta kill, beta kill. Beta kill, beta kill, beta kill. Ra đây bạn ơi. Bạn đéo gì ơi. À đéo cho pen rồi anh em ơi. À nó núp trong nhà luôn kìa. Vậy thì ai chơi với nó bây giờ anh em. À chơi núp trong nhà nữa thì thôi. Rồi bó tay. Ông này quá điểm. Thì mình sẽ đợi và lấy pen chính thức vậy. Điểm quá anh em ơi. Mày cho tao thắng đi. Né liền. Mất anti rồi nha. Ha.
Mày ơi. Ủa ơi. Beta kill cho. Ủa ông này tốc biến lên luôn này. Thằng này vẫn đéo cho luôn. Úi giời ơi, xong rồi. Không cho pe đây các bạn. Ê he. Vãi đái. Cái vai mình cũng như là Riven đều không có pen. Riven mới ăn được 4 mạng thì mới lên được KDA 82 như thế này. Để trận đấu của chúng ta sắp kết thúc rồi. Anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Cảm ơn anh em đã xem video của mình rất nhiều. Win thôi. Nhây gì nữa. Thế là mình quên mua cái thuốc rồi. À mua rồi ta. Mua rồi mà nhỉ. Chạy đi ông. Đừng có anh em bên cạnh ông này. Mày này thì không cho pen này. Ok mình sẽ thử ăn Baron mình. À, để tôi ăn Baron mình coi. Một mình cũng ăn được Baron mà anh em. Sao phải xoắn. Đừng win. Đấy là đừng win. Đừng win mà ông mẹ ông đẩy hết con mẹ ở trụ rồi. Sẽ đợi đây và đừng lấy Pentakill ạ. Riven này không thể cân 5 được đâu. Cho hàng này chết đi anh em. Rồi xong. Một bạn chết rồi. Hi hi hi. Một bạn chết rồi thì sẽ đợi thêm Yasuo chết nữa. Cái đéo gì vậy? Một thông hai mạng. Một thông hai mạng anh em. Lũ gà. Về đi ông cục cứt di động. Để cho nó đép đi. Cho bọn nó ăn hành mẹ cả đời luôn. Cho bét ăn hành luôn. Ok. Trong khi đấy thì cục cất di động của chúng ta đang đi ăn rồng lửa. Một thông 1000 đam. Mình vẫn còn Baron nên mình sẽ đi về. Bạt món này đi. Sau đó thì mình sẽ lên huyết kiếm. Hay lên 100% chí mạng anh em nhỉ. Hay lên 100% chí mạng đi. Hay lên huyết kiếm. Nghĩ là đây huyết kiếm nó mạnh hơn. Hay lên tam hợp đi. Có bôi nó đau. Giết đi vần đi. Đi đây xong một ông thế này. À, rất ghê gớm.
chết đi vần hay không đây. Ôi, tôi chua con ti này, đéo con ti anh em ạ, cố láo đấy nhở, cố láo đấy, thế để cho ra xua chết đi. Mày bổ đây, làm nữa, mày ra đây. Heo tới. Vào đây bạn. Trời ơi. Sức mạnh quá là khủng. Nộp mạng à? Nộp mạng à bạn? Thằng nào đấy vào đây mình thông cho nát đít hết. Thì cái nội tại của sinh thông này thì anh em có thể hút máu rồi, cho nên mình sẽ không lấy hút máu nữa. Ai đây? Riven à? Riven tên lên đấy luôn à? Ok, để giống vậy, không ai ăn vậy. Mình tìm đi bộ sắp ra rồi. Sao mà kết được của tôi? Ăn mạng hơn thời gian. Lúc này mình đã không muốn thể hiện rồi. Một phút 45 giây nữa thì chúng ta có 3 đòn. Sẽ đi ăn blue tiếp. Không xong rồi. Nhà chính của tế bạn đang dần dần bị phá hủy bởi những con lính của chúng ta. Ok, đi về đây. Hết món ăn rồi. Một thông một mạng anh em ạ. Này con Queen này, này. Thông phát là nó bốc hơi ngay mà. Trận đấu 4-5 nhưng mà mình gánh team rồi. Mình là mẹ. Sao phải xoắn bọn này. Tàn không có gì để ăn luôn. Mà đồ trắng tinh. Cân này 20 giây nữa chúng ta Baron sẽ có. Mình phải ăn thêm một mạng nữa thôi. Ok, mình sẽ đi ăn Baron của mình. Thì xem ăn Baron trong khoảng được bao nhiêu giây. Ok. Rất là nhanh em ơi. Trời ơi, ăn nó nhanh. Chưa tới 30 giây. Mình ăn được 3 round rồi. Rất là khổ. Một thông mấy nghìn đam luôn. Sẽ đi săn xịt Pedakill. Sợ dính vậy. Rơi bạn. Mình sẽ đi test down ông Master Z này. Biết là một thông có chết được hay không đây. Master Z nó dắp gai rồi.
Nó chịu được hai thông anh em ạ. Hai thông. Ăn mạng, thua thời gian một mạng rồi. Trận đấu ta cũng sắp kết thúc rồi. Mình sẽ đi hút xác hai cái thằng này rồi win. Các bạn bây giờ rất khó khăn. Okay, win. Anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới nhé. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc anh em một ngày tốt lành.